Chiều ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch số 128 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn, tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và hướng dẫn sử dụng khai thác phần mềm quản lý chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối tới 37 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch số 128 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn các cơ quan nhà nước. Theo kế hoạch, thành phố xác định năm 2022 phấn đấu đạt các chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 80% dịch vụ công mức độ 3-4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và trực tuyến đạt tối thiểu 60%. Tại kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện, xã, thị trấn. Để đảm bảo đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Uông Minh Long đề nghị các phòng, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giao tại kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Bưu điện thành phố trình bày các nội dung liên quan đến quy trình nghiệp vụ, liên quan đến việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hỗ trợ người dân tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời được giới thiệu về phần mềm số hóa hồ sơ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.